Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MeoPeo. Khá là lâu rồi thì mình không có chơi giải mã bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình mới tìm được một cái map giải mã bạn ơi, của bạn tên là Hồng gì này. Hồng có thêm ngôi sao thì tự viết kiểu gì ấy. Cái chữ H này không phải là chữ H bình thường các bạn ạ. Đó, cái chữ N này, chữ G này cũng không phải là chữ kiểu tiếng Việt bình thường. Nó là kiểu chữ ở nước nào các bạn ạ, nhìn trông kỳ cục thực sự đấy. Nhiều khi kiểu như là nhưng bạn không nhớ ID ấy, tìm bằng tên này tìm mới quay được. Tôi đề nghị anh em đặt tên nó nghiêm túc như nào. Map có 20 level, độ khó trung bình, tải ngay. Đấy, tải luôn rồi đấy. Ôi, thì ID bạn đây là 178129531 các bạn nhá. Đấy, lâu không chia sẻ mã. Hôm nay trải nghiệm thử giải mã xem như nào bạn ạ. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video chuyện mẹ và đừng quên nhấn đăng ký chuyện ký ủng hộ mẹ bạn nhá. Rồi, để coi nào. Lại nhấp nháy chữ rồi. Ok, chưa kịp đọc bảng thông tin xong. Chưa kịp đọc gì bạn ạ. Đó, lý do vì sao các bạn là không nên để bản thông tin ở phòng chờ đấy, bởi vì cái phòng chờ đấy nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn chơi liên thông thôi, còn các bạn chơi một mình thì cái phòng chờ đấy gần như nó vô dụng các bạn ạ. Đó, ok, để mình bỏ cái này đi này, cái này là không cần dùng đến này, xem quảng cáo mới là cơ bản ạ. Rồi mình coi em nào, đầu tiên là có một vài cái gương, mình sẽ check kỹ lại cái gốc cây bạn ạ. Mấy gốc cây nhìn trông có vẻ khá là mờ ám này, mình cứ kiểm tra gốc cây đã. Ồ, đây có gì này? Tính sau đi. Kiểm tra gốc cây trước, ok. Vậy theo như mình thấy là gốc cây là chắc là không có gì đâu bạn ạ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra mấy cái dương ở trên cây này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra mấy cái dương. Ấy, dễ vậy, bắt nhầm. Trời, không chắc là mấy level 1 đấy bạn ạ. Quên mất, mai tận 20 level mà độ khó sẽ tăng dần các bạn nhá. Đây mới chỉ là level 1 thôi, nên chúng ta không nên gáy sớm bạn ạ. Ok. Có thể giấu ở vị trí nó khác ngoại trừ trên cây không? Level 1 trên cây rồi, level 2 nó vẫn trên cây bạn ạ. Ê, đừng bảo tôi là level 3 là cũng ở trên cây nhá. Không, mình nghĩ là không đâu. Tôi sẽ kiểm tra ở dưới nước cho chắc. Ok. Sao có thể giấu cái dương nó sâu sâu hay là nó khó nhìn thấy hơn không? Chứ nhảy xuống một cái thấy luôn cái dương các bạn ạ. Ảo nhỉ? Không, chắc là mình nghĩ là mới có mấy level đầu cho nên chắc là dễ thôi. Đó, chứ kiểu như bạn ấy mà làm mấy level đầu khó quá chắc chẳng ai chơi bạn ạ. Mình nghĩ vậy. Mình nghĩ chắc phải tầm khoảng level 7, 8 hay gì đấy bắt đầu khó dần cơ, mình đoán vậy. Ok, lúc đấy khó sấp mặt luôn đấy, không nên ngày sớm bạn ạ. Tí nữa là khó sấp mặt là toàn đây. Ở dưới đây có thác nước này. Ok. Không, đây mình có level mấy nhỉ? Chắc là mới có level 4 thôi. Cứ từ từ. Đây, level 5 này. Đấy, mình nghĩ bắt đầu từ đây sẽ khó dần bạn ạ. Con sói này, không nên đụng vào con sói bạn nhá. Chúng ta không nên đụng vào mấy con sói. Khoan á, theo như từ nãy giờ mình thấy chủ map đấy biết ngay. Không phải à, khả năng cao là mấy cái dương bên ngoài không có đâu bạn ạ. Đấy, bắt đầu giấu ở chỗ nó có vẻ khó nhìn hơn này đấy. Ông nào mà không để ý kiểu nhảy đi lướt qua thế này này. Đấy, kiểu đi lướt qua thế, ôi rồi cái lỗ này chó gì, đi qua luôn là toang đấy. Đó, ok, bắt đầu có tí thử thách rồi nha. Căng đấy rồi, thấy chưa? Vừa phải tìm cần gạt, vừa phải né báo này, đấy, anh em thấy chưa? Bắt đầu căng rồi đấy. Bán kiếm năng lượng 50 đậu à? Mua đi, trời ơi, tiếc gì 50 đậu đâu, bạn ơi. Mua luôn, bạn đâu rồi mày đây? Qua đây, qua đây nào. Ôi, có bụi gai này, bạn ơi, căng nhở. Này thì có rồi, trời ơi, mua rồi, đừng quảng cáo nữa. Trời ơi, map này, ông mày cái chiếc cờ là mỗi lần mình tấn công ấy là nó tự hiện quảng cáo. Trời ơi, cái chiếc cờ kiểu này nữa. Mình giết hết báo đó. Còn đấy, ông nào mà không có đậu, ông nào mà không có đủ 50 đậu là xác định luôn bạn ạ. Đó, đây, thấy không, đấy, đấm cái này. Chỉ cần đánh quái chứ nhỉ, chỉ cần đánh quái là nó sẽ tự hiện quảng cáo lên bạn ạ. Ok, rồi, đó, bắt đầu căng rồi đấy. Level này là phải mua kiếm đánh báo bạn ạ. Chứ không, em xác định là vừa né báo vừa tìm cần gạt nhá, hơi bị căng. Thôi mẹ béo đầu tư cái kiếm cho nhanh các bạn ạ. Chứ không biết khi nào mới kiếm được cần gạt. Đấy, ok luôn. Đấy, bắt đầu độ khó có vẻ thế tăng dần bạn ấy ra. Bây giờ đến khủng long bạn ạ. Mày này, thôi đề nghị chủ má tắt cái chiếc gờ quảng cáo nhá này. Mình mua kiếm luôn mà đập đập này. Cứ đập đánh, cứ đập hiện không. Đấy, cứ đánh quái nó hiện lên bạn ạ, trông nhìn hơi phiền nha. Đó, nên cài lại cái chiếc cờ đấy nha. Đập một cái lại hiện một lần thì nó hơi toang quá bạn ạ. Ok, mình sẽ bỏ qua mấy cái dương đi. Đấy, mình sẽ kiểm tra mấy cái dương. Ôi, biết ngay mà, đấy. Theo như nãy giờ mình chơi ấy là mấy cái dương này chắc không có đâu.
cứ tìm cái dương ở trên cao góc tường hay gì gì bạn ạ, hay dưới nước bạn ơi. Đấy, trời trời, cái gì đây? Có không? Không có bạn ơi. Mình nghĩ chúng ta phải bắt cua lên đảo bay à? Khả năng là như vậy bạn ạ. Khả năng là chúng ta sẽ phải bắt cua lên trên đảo bay bạn ơi. Để mình cứ kiểm tra kỹ lại mấy cái này đã, xem có không đã. Rồi ok, mình nghĩ là mấy cái dương này không có rồi. Khả năng là chúng ta phải lên đảo bay bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi lên thôi. Lên. Ấy, đúng rồi. Khoan đã. Kiểm tra kỹ rồi đấy. Biết ngay mà. Đấy. Tôi thấy mờ ám lắm bạn ạ. Đó, phải kiểm tra kỹ lại ngay. Ok luôn. Rồi. Tiếp bạn ơi, level 9 này gần một nửa rồi. Mèo béo hoàn thành gần một nửa số map của bạn ạ, số level rồi. Ok. Rồi, không thấy. Quên mất cái dương này không có đâu. Bỏ qua luôn cho nhanh bạn ạ. Mà mình cứ kiểm tra cho chắc. Không có này. Cái ao hồ này có chỗ nào không ta? Nhìn kỹ lại em nào. Hình như là hết rồi bạn ơi. Thôi, vậy là khả năng cao là nó ở trên cái cây rồi các bạn ơi. Ok, không có. Không có. Ủa. Trời ơi, nó ở góc quá bạn ạ. Trời ơi, hóa ra nó ngay góc luôn á. Đây, đến với level ruộng lúa này. Cái ruộng lúa này nó hơi bị khó nhìn nè. Không, cái này không phải bạn ơi, cái này không phải. Nhìn thì giống cái dương nữa, không phải cái dương bạn ạ. Ảo thôi. Đây. Ơ, không có gì à? Cú lừa, bạn đã lừa. Mình cứ phải kiểm tra cho chắc các bạn ạ. Ui, lắm dương ở dưới nước. Thế mình cứ bỏ qua dương dưới nước đi bạn nhé. Chúng ta cứ tạm thời bỏ qua cái dương ở dưới nước đi. Mình sẽ tìm những cái nào nó trông có vẻ khả nghi trước bạn ạ. Ôi trời, trời. Ai ngờ giấu ngay trên mặt đất luôn bạn ạ. Ảo thật đấy. Cái khe khó không giấu ngay mặt đất bạn ạ. Đúng là hack não bạn ơi. Ảo thật. Rồi, tiếp tục. Level 11. 11 bạn ơi, xem nào. Kiểm tra mấy góc ở trước. Đấy, mình cứ kiểm tra cái gì đây. Không có gì ấy bạn ạ. Cái gì đây. Trời ơi, khiếp thật. Chính ra cái này mình thấy nó còn nhìn khó hơn cái này bạn ạ. Ảo thật đấy, nè. Ok, bát này mình nhìn thấy là nhìn sơ qua có vẻ nó cũng không có khó lắm đâu bạn ơi. Level 12 này vẫn chưa thấy có gì khó bạn ạ. Rồi xong luôn, bây giờ đánh con cá lồng đèn này nó lại hiện quảng cáo này. Thề chứ biết ngay mà. Trời ơi, bây giờ mắt mua súng này. Ôi dồi, mà bây giờ không biết mua súng thì như nào nhỉ? Bình thử nhá. Cứ mua đi. Mua không biết bắn súng hiện quảng cáo không chứ. Đau đầu thực sự bạn ạ. Nạp đạn nào. Ôi dồi ôi, nó hiện quảng cáo liên tục luôn. Lác vãi trưởng các bạn ạ. Đề nghị chủ bát là kiểm tra lại ngay cái chiếc cửa quảng cáo như thế đấy. Có hiện quảng cáo liên tục vậy. Ôi nhìn nó đơ lác vãi trưởng luôn bạn ạ. Ông nào mà chơi PE chắc khóc luôn. Trời ơi, đề nghị chủ bát. Ôi, bắt đời yếu quá, kinh gạt nó ngay đây luôn bạn ạ. Biết thế không mua súng nữa. Trời ơi, cái dưa mà nhìn khả nghi bấm phát chúng luôn. Khiếp thật. Lâu lâu được số đỏ bạn ạ. Bấm cái chúng luôn đấy chứ. Ảo thật đây. Để coi em nào, từ từ nha. Mình kiểm tra lại xem là cửa hàng này bán những cái gì bạn ạ. Ok, thì trong cái cửa hàng này có cái bảng của hai cái này chứ khác quá nhau nhở. Bằng tiền nhau mua luôn cần gạt cho tiện bạn ạ. Đó, cần gạt bạn nào mà thấy khó quá thì có thể mua cần gạt vào cái này. 30 đậu ở chung cũng được. Giá này mình thấy là cũng ok bạn ạ. Rồi, kiếm năng lượng cái thứ hai này mình mua rồi. Cái cánh thân rắn này, ủa, cái pháo ngút trời với cái cánh thân rắn này không biết là nó có công dụng gì bạn ạ. Thế tức là cái map này không chặn tàng hình ở trên à, đúng không? Theo như mình hiểu thì có nghĩa là cái map này nó không có chặn tàng hình ở trên bạn ạ. Thì mới mua được cái này chứ, đúng không? Chứ nếu không thì nếu thế thì khoan đã, từ đúng không nhở? Bởi vì mà không chặn tàng hình ở trên thì chúng ta mới có thể dùng được một cái này chứ nhở? Hoặc là có thể là lát nữa một cái level bắc cua bạn ạ. Mình đoán có thể là lát nữa sẽ có một cái level bắc cua nào đó chăng. Cái này mình cũng chưa rõ nữa mà. Thôi mình kệ đi. Chơi tiếp đi. Cửa hàng này bán nhìn chung là cũng không đắt đâu bạn ơi. Ấy già.
nhìn hai con này lại phải bắn nữa. À không, ấy ra nó có bắn mình, ấy ra mình tưởng nó không đánh mình, ai ngờ nó có đánh mình nha. Rồi xong luôn, con này bị lửa đốt các bạn ơi, khổ thế bây giờ. Bắn tạm vậy. Ui, trâu chứ nhở. Ui, thúng gì tâm mà to như cái mâm ấy, trời ơi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra mình góc các bạn ơi. Khả năng, có khả năng sẽ phải chui lava này. Ơ kìa, trời ơi, bị lửa đốt cũng hiện quảng cáo luôn, sợ thật cái map này các bạn ạ. Trời ơi, bị lửa đốt cũng hiện quảng cáo, cũng kỳ chưa. Tức là chỉ cần gây sát thương hoặc nhận sát thương là nó hiện quảng cáo bạn. Ôi giời ơi, trời ơi, sống trong quảng cáo bạn ơi. Tôi hơi bị thế khó chịu nha. Để nghĩ chủ map mà quảng cáo ca trích cực kỳ cục thực sự. Ok. À may quá mấy con xanh xanh nó không đến mình. Mày thế, cái con Frosty nó không đánh bình chứ không lại hiện quảng cáo tiếp. Ok 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 này. Ờ vậy là khả năng là mấy cái dương trên này rồi. Chưa thấy. Ơ kìa, vẫn còn con này à. Ui dồi ôi. Ui lát nữa thấy nhiều quái lắm kìa bạn ơi. Ui dồi ôi, chuẩn bị hiện một đống quảng cáo luôn bạn ạ. Ô, không có à? Ô. À, đây, à, ok đấy, rồi. Map này ngoại trừ cái việc hiệu quảng cáo quá nhiều ra thì mình thấy map này khá là ổn bận á. Bởi thôi, thôi. Thôi, đi khác chơi, đi khác chơi. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hình như là hết rồi bạn ơi. Ok nha. Mình sẽ đi kiểm tra mấy cái trên này bắt cua đâu ấy. Level này chưa biết bắt cua đâu, bạn cứ tìm bằng tay đi. Đoạn này đang chưa biết là bắt cua đi đâu bạn lại, nhưng mà cứ tìm gì á, tìm tiểu thường ấy đó. Khả năng là mấy cái giường ở đây không có đâu. Cái mây này, cái mây này mình thấy khá là mờ ám này, bắt cua này đấy. Đoạn này mình nghĩ là bắt cua bạn ạ. Chúng nghĩ là bắt cua này. Đấy, chỗ này phải chắc là phải bắt cua rồi. Mây, ơ cái mây này không có gì à. Cái mây này nhìn khả nghi vãi trưởng các bạn ạ. Biết ngay mà. Đó, ôi chết. May quá, mắt này vứt đồ ra không mất đồ bạn ạ. Không là mất tiền mua cần gà bạn ơi. Ây dạ, con này. Ờ may quá, con này không đánh mình. Đỡ khỏi mất công rút súng bạn ạ. Ok, kiểm tra tiếp bên nào. Ở đây là có một cái thảm, mà cái thảm nhìn khả nghi thế nhờ. Ây chà chà. Ờ biết ngay mà. Tự nhiên thấy có cái thảm ở trong nhà, thấy điêu điêu bạn ạ. Có khả nghi ngay. Kinh nghiệm chơi giải mã bao nhiêu lâu nay của tôi nên phát biết ngay là có mùi bạn ạ. Rồi kiểm tra tiếp bạn ơi. Ở đây là mình thấy là Không có này. Ồ. Ồ, vậy là nhiều khả năng nó ở dưới cái hồ kia bạn ơi. Nhiều khả năng nó ở dưới hồ nước bạn ạ. Ôi trời, không có luôn. Ấy chà chà. Để coi. À đây. Trời ơi. Trời ơi. Mắt này nhìn chung thì thấy là không khó đâu bạn ạ. Mình chơi đến level 18 này. Đấy, level 18 rồi, gần hết map rồi thì thật sự là map này không khó bạn nhá. Chứ không phải nói nó dễ vãi trưởng nữa. Cái gì đây, cái gì đây. Ui rồi ôi. Qua mặt được ai chứ. Qua mặt sao được mèo béo. Trời ơi. Hoặc có thể là do mình đã chơi quá là nhiều mắt giải mã rồi bạn ạ. Nên mình cái tìm cần gạt này mình thấy nó khá là bình thường. Ôi, ôi. Nhắc là nhớ ngày trước mình có chơi mắt giải mã siêu cay á. Của bạn gì mình cũng biết tên rồi. Mà nó có cái mê cung siêu khó, xong rồi có cái quả phải giải đố mật mã gì á nhở, mà mình phải làm hai phần á. Có quả mê cung gương gì á, mà nào còn nhớ mắt giải mã này không. Đấy, giải mã siêu trích gờ, siêu xịn luôn, có khá đỉnh cao luôn. Bây giờ mà tìm được một cái map như thế nữa thì thực sự là rất là khó. À đây, hiểu rồi, cái ba lô tên lửa dành cho những người mà lười bắt cua này. Nó ok luôn. Đi lên và rẽ vào vòng tròn à. Đâu, đường nào, đường này à. Ok rồi đấy. Hóa ra đây là cái chỗ dành cho những cái người mà lười bắt cua sẽ đi cái đường bên kia. Ơ kìa, trận tàng hình này. Ủa,
đi bên này à? Ơ? Trời ơi. Ôi dồi ôi, ông này còn chặn thằng Hình nữa bạn ạ. Căng vậy men. Trời ơi, mình nhìn hơi đau tim nữa. Trông có vẻ là hơi bị đau tim bạn ạ. Ôi chết hết à? Sợ sợ các bạn ạ, mình đi kiểu này. Bước thằng Hình cảm giác hơi sợ sợ. Ok, ok. Rồi, rồi, lên. Ơ à, đi vòng ở bên này. Ơ kia không phải. Ơ chú này chạy thằng Hình rồi. Ủa. Ủa, nhảy vòng qua. Ơ kìa. Ơ, mắc cuốn lửa. Ủa, như nào ta? Bạn ấy như nào nhỉ? Ơ, chưa hiểu cái chỗ đây là bạn ạ. Đây này. Chỗ này chạy thằng Hình là không vào được này. Ơ, vào được à? Ơ. À, bước tầng hình là ở bên này. Trời ơi, nó cú lừa vãi trưởng. Nhìn ảo Makada đấy, bạn ơi. Lưu hồi sinh này, ok. Rồi, nhảy tiếp. Đâu ơi? À, lên trên này à? Ok, bạn ơi. Ô, ơi, như lên xe vậy. Ok, ok, cuối cùng cũng lên được rồi. Trời ơi. Ok, map này hơi đoạn quấy hơi ảo bạn ạ. Bước tầng hình trông hơi bị chóng mặt. Họ thể coi xem là cái xe lửa dẫn chúng ta đâu ơi. À, đi vòng vòng rất là nhiều level bận ạ. À, chúng ta đi tham quan tất cả những cái level. Có 20 level. Nhìn chúng ta này chơi khá là dễ bạn nhá, không khó đâu. Ok. Rồi, thì map này chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi bạn ạ. Các bạn có kế nó góp gì muốn mẹ bé lặng thùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.